gì không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Rồi, nhạc này gu tôi. Nhạc này lứa tuổi của tôi. Thưa đồng. Đây là lại là DJ Hawk. Cookie never sleep. Em nghĩ là team của anh B-Ray lại có thêm một bài hit nữa rồi. Mình muốn hỏi cô Khiết một câu. Dạ. Là hình như là ai trong DJ Hawk cũng đẹp trai, hát hay mà rap hay như này hả? Tại vì hình như là anh với em có một người bạn chung cũng giống như vậy đấy. Đầu tiên là em xin phép được cảm ơn anh Hiểu ạ. Em nghĩ là bọn em cũng bình thường thôi ạ, cũng giống rất nang thôi ạ. Trời ơi, tuyệt vời. Đầu tiên thì mình rất là thích cô Khiết, bởi vì lúc mà cô Khiết cất giọng đầu tiên lên á, cái melody nó quá hay. Bạn chọn một cái tiếng melody rất là hay, và cái cách mà bạn kiểm soát cái flow của mình á, lúc muốn nhanh thì nhanh, lúc muốn chậm thì bạn cứ thả cho beat trôi luôn. Mình cảm giác là cái đó là một cái điều rất là dũng cảm của bạn. Bạn thật sự là rất là kiểm soát được cái bài hát của mình, rất là biết cách làm cho melody á nó lúc nào cũng quay quanh trong đầu của khán giả hết. Yes sir, em cảm ơn rất nhiều ạ. Còn về Puppy, mình cảm giác là cái giọng rất là ngọt ngào, rất là dễ thương. Có những đoạn chuyển của beat á, mình cảm giác là phải chuyển tới 3-4 lần. Thì Puppy đã tận dụng những cái thứ đó rất là tốt để làm cho cái bài nó đỡ bị nhàm. Nói chung là sắp xếp bố cục rất là tuyệt vời. Năm ngoái anh Bâu có lỡ nói một cái cụm từ là sô-cô-la kẹo mút. Cuối cùng B-Ray biến nó thành một cái hệ tư tưởng. Và đây là những người đại diện cho cái hệ tư tưởng đấy. Mà hệ tư tưởng đấy đông anh ạ. Cái bài hát này thì nói theo kiểu anh Thành đúng. Chúc mừng team B-Ray với một bài mở màn, anh nghĩ là cũng hiên hỉ đấy. Cảm ơn anh rất nhiều. Sao Garrick, em có ăn sô-cô-la kẹo mút không? Có anh ạ. Vẫn đang. Vừa rồi ok không? Thì em có phát biểu đó, hit rồi anh ạ. Hit rồi. Thực ra là anh muốn nói bảo là anh giỡn thôi, lúc nãy anh không có tính khịa em đó. Anh em mình chỉ hòa với quý, em hiểu không? Không có chiến tranh gì, sau này anh em mình ra ăn tô hủ tiếu okay. Đúng rồi, dạ. Ý là mình đấu xong mình vẫn ăn tô hủ tiếu được anh. Ăn bậy ăn bạ đau bụng đi qua A mà ăn. Ok. Đó. Hình như cái lời kêu gọi không ai hưởng ứng lắm thì phải. Kệ, cứ nói đi, kệ nó cuộc sống mà. Kinh tế giàu này khó khăn, nói được bao nhiêu nói. Em có đây, nói hết chưa? Nói đi. Em cứ nói tiếp đi. Dạ. Em cứ nói tiếp. Đâu em sợ đùa nhạt. À, vậy thôi, vậy đừng đùa. Ừ. nhưng mà cho anh hỏi một câu nữa là cô Khiết có thích Puppy không? Trời, hỏi gì mà thẳng thừng vậy? Cái này là tại vì lúc đầu là các bạn ý teaser ạ. Puppy bảo là em nghĩ là anh cô Khiết thích em, thì em thấy mặt cô Khiết. Thế anh có thích em thật không? Em chịu trách nhiệm đi ra. Thực ra thì tại sao tụi em mặc cái quần giống nhau vậy? Tại sao vậy mọi người? Anh Cung Kít tặng em ạ, em không biết gì hết. Hả? Anh Cung Kít mang tặng em cũng không biết gì. Tại sao em thấy ta mặc ở đây em lem nhét miếng này vô? Dạ, bởi vì em không dám nhét cả miếng vì sợ lộ quá. Thế là chỉ nhét được một miếng thôi. Nó đã lộ rồi. Người ta đã dặn mặt em rồi. Em trả lời đi. Thực ra thì có thể mọi người không biết, nhưng mà mình với Puppy là trước khi vào chương trình là bọn mình đã có quen nhau từ trước đấy rồi. Cùng diễn chung khá sâu, và mình có Puppy như một người em gái của mình vậy. Em rất là dễ thương. Và cái sự yêu ở đây thì không phải là yêu thương. Ôi trời ơi, em gái hả? Biết em nói là em xã hội á hả? Ôi gặp nhau ngoài xã hội nên gọi là anh em xã hội ạ. Em kiểu B-Ray á. Em kiểu B-Ray á hả? Thì em nghĩ là bởi vì anh B-Ray là người thầy của em cũng muốn học hỏi theo. Em cũng lấy em B-Ray là một hình tượng cho nên nhiều người hay có em xã hội hay có bạn thân gọi vào nửa đêm đồ lắm. Rồi tôi treo đó nha. Tôi không biết đâu, tôi chỉ biết là có hai cái miếng vải giống nhau thôi. Tôi chỉ biết tới đó thôi. Ok. Rất là tự tin là anh Trấn Thành sẽ thích những tiết mục này ạ. Ok. Biết nghĩ sao về team B-Ray năm nay? Thật ra là em chưa bao giờ em nghi ngờ bất cứ gì về B-Ray cả. B-Ray và Marshall luôn là những người mà rất là tận tâm với âm nhạc của họ, và cũng có rất là trách nhiệm với cả các người anh em của họ. Team này mùa này cũng rất mạnh, gáy cũng mạnh. Cái này em rất là respect nha, là họ gáy có cơ sở. Mùa 3 vừa rồi luôn là một cái đối thủ ghê bên cạnh em. Sứt đầu mẻ tráng đấy. Em biết là cái chủ đề gia đình nó chỉ là cái chủ đề mà B-Ray nói ra thôi, còn chắc chắn là sẽ có những cái gì đó ở trong đó. Rất chờ đợi team B-Ray xuất trận. Đối trưởng Trần, trên đường đời xuôi ngựa có bao giờ anh
chạm phải cái trạm tên B-Ray chưa? Dạ, thật sự là cũng có. Tại vì em nói là anh B-Ray luôn là một người mà em rất là ngưỡng mộ. Từ những ngày xưa, từ những ngày đầu mà em mới tập rap rồi, chưa bao giờ nghi ngờ về tài năng hay là con đường của anh hết. Đặc biệt là hôm nay rất là hóng tim của anh B-Ray, bởi vì em biết là anh là một người có cái tư duy âm nhạc rất là đỉnh và luôn muốn tạo hit. Thank you. Năm ngoái là anh đã làm được điều đó rồi. Theo em nhớ là rất là nhiều bài hát của team anh là đều nằm trên top 7 xếp hạng hết. Hôm nay là chủ đề của team anh là về gia đình, thì em cũng rất là tò mò xem là làm như thế nào để chủ đề về gia đình lại lên được top 7 xếp hạng. Let's go. Chúng ta bắt đầu trận đầu tiên ạ. Dạ vâng, thưa anh Thành, bắt đầu của một cái gia đình thì nó phải từ lúc bé tí, một cái tình yêu trẻ con. Em biết là cái round trước em có nói với mọi người là em sẽ không làm màu sô cô la kẹo mút nữa, nhưng mà em nói dối ạ. Em nói dối ạ. Đấy là một trong những cái sở trường của em, và em lại muốn chứng minh cho mọi người thêm một lần nữa rằng đây là màu mà B-Ray làm chắc chắn hit. Ok anh ơi, em mua rau anh một cá nhá. Để em lựa rau nhá. Đây xe đâu là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây? Hồi đó anh chỉ biết đi lên mạng để làm màu, vậy cho anh hỏi rapper nào có nhiều màu hơn anh. Nó xe đâu là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây? Nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây? Họ nói anh bỏ học để theo rap, anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dư lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm, nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, thay vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Thế là thôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều. Ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah, yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét, cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đấy chính là niềm vui. Vui, anh em mình vui, vui là được. Vui, vui, vui thôi đừng vui quá là được. Vui, lan tỏa mọi nơi. Vui, lan tỏa mọi người. Vui, vui, anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi bọn anh. A, B, C, D, E không ép. A, B, C, D, E không ép. Thích thì nhích là thích thì say yes. Không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sạch về một túi tiền to to. Để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho. Thả vì nhớ mày trong thân phòng về dưới tư cục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên. Bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có, còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ngứa rồi đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ẩu làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài giò mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên, họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích mình vui là vui. Vui anh em mình vui, vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi. Vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Phận tôi là
làm sao biết trên không để ý chuyện ai bởi vì mình không làm được sao giờ cho mà sao có lúc bị lung lay như gì vòng harap thì ta công khai Halloween như ở trên phim show Kali quen ở lớp còn hơn ta sẽ phim ta promo hết hiện vì nhiều bồ câu vậy vì đã yêu phép anh không cần phải hùng đâu the only one I believe cho anh hát không vấn đề gì thành công vang tên cũng là vì những người không có mấy nhà whisky bạn nhất bạn đúng chúng tôi sai don't care we be the getting high không còn cơ hội đây mừng là ai vì đời dạy anh bạn chưa là you Em có bỏ cửa nhà không khóa nhưng mà anh muốn đi bỏ cửa sau. Em muốn gửi lời chào một cách mà đôi ta quyết với nhau thật lâu. Yeah. See me one my sofa, see you one, tell me dịch đôi da. Baby anh đang quay vì con tim anh không muốn đang đợi chờ. Em hãy đến gần đây và keep me baby. Shawty đêm nay em là nhất còn anh nhạc lên là chân. Baby keep real vì thứ ta muốn bây giờ chắc chắn là yêu. You baby, đang làm cho con tim của anh tăng lên thật cao. I got you baby, vậy thì cho anh một cảm giác I'm feeling so good. I got you baby, nàng đang khiến cho con tim anh như đắm say. Feel like in the loop. Mình mất bao lâu về ngắm nhau lâu chỉ để nói nhau nghe vài câu. Baby anh có thể đánh đổi cả thế giới để luôn giữ được giây phút thật bình yên. Đến đây bên anh, đến đây bên anh để được gần em. Tám xong hết rồi, tới tụi em nha. Ai trước ạ? Em đi trước. Rồi, YP đi trước. Cho em xin con biết số 2 ạ. Woo. Let's go. Đến như mày đi chỉ xua anh vào phòng trong em là tiếng ăn sàng có như thứ để chỉ phải chờ mong muốn thấy anh nã ngay con phơ của anh vừa làm xong dù có tự anh viết khiến hết đời của anh phật lòng đi chưa giờ ấy chưa giờ ấy chưa thì đây là cái tên của anh khiến cho em phải nhắc mãi hai thì trên bảy trong phòng thu bê đập căng thứ mà anh mang theo chỉ lời nên đầu tư và anh là lãi gọi vì có những đối tác chỉ muốn làm ăn trong một tí nhá gọi vì có những cuộc gọi ở trong màn đêm chưa xử lý được gọi phải thay xin đổi số mà nhắn hàng vẫn tìm ra why bị tạo hit bung xương làm không mọi ba giờ chuyển hôm nay mang ít nãy anh muốn đeo vòng ba. Yeah. YP. Good job. And Jean up. Cho em con biết số 1 ạ. Let's go. Come on. Jean up. Sáng dậy đi mua cốc cà phê, đi sang quán ruột thấy quán đóng đi về. Sang quán khác lại gặp ông anh quán ruột. Ông cứ nhìn chằm xong rồi hào lại nhảy hả? Đến trưa anh lại thèm bánh đa cua. Đi ra mở tủ lạnh mới phát hiện là chưa mua. Đổi lại có trái xoài chua. Đem ra chấm muối thế là bụng anh te tua. Nửa đêm anh đi quay còn ten. Chủ đề là ngủ gật là ai ngờ anh ngủ thật. Đang ngủ thì máy cứ ru. Nhấc máy xong rồi hỏi sao anh chưa ngủ. Thank you, Gino. Dạ vâng, cho em xin con biết số 2 à. Hey yo. Nhân siêu. What? Mơ là mình lại vào cho showbiz để làm một con hit. Tự nhiên thấy cuốn ghê. Cuộc điện thoại lại làm anh tỉnh giấc. Đến từ ban sản xuất có anh là Phú Lê. Dục gửi bài như thế nó mới sầu. Đến like thì chân qua mắt xâm tới đầu. Anh Phú nói một câu nghe thật sốc. Cuộc sống này khổ trước sương sầu thế mới giàu. Ok anh ơi, cứ như vậy mà coi cho V2. Viên một bài trong đêm mà không cần gắn đến đây mai. Cầm V like với tư duy khác biệt. Nên mà chưa graphic thì anh trai say hi. What? Sao đeo cho những người ở đó. Yêu thực phẩm trước mà không ngại xương ngại gió. Dù viết lại hay là chạy deadline thì những cuộc gọi đi cũng không là cuộc gọi nhớ đâu anh ơi.
Yes, 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 yes. What about hotel lobby? Yes, sir. Beat number? Oh, two. Ladies and gentlemen, give it up for the hotel lobby. Yeah. Một, hai, ba, bốn, go. You can slide so many phone calls. Một, hai, ba, bốn, go. They say don't go too hard. Một, hai, ba, bốn, go. Managers took it just too far. Một, hai, ba, bốn, go. They say we never gon' make it. Give us a stage and now we gon' break it. Give us the world and now we gon' shake it. Rap is hot and now we gon' make it. Rap is hot and now we gon' make it. So many eyes in the crew, but we gon' do what we do. We gon' be done in a few, but for now we screaming out Duke Nature! Duke Nature! The hotel lobby, yeah! Oi oi! That's cool, man! Thank you! Bên kia có ai muốn ra nghênh chiến không? Sabiro kìa! Cho em con beat số 1 ạ! Cảm giác giống đi casting ghê! Cuộc gọi tới vào lúc hai giờ không ba, chị ơi có cha chị đang nằm viện, em bảo chị hay tin. Tình hình đang nguy cấp, đầm cấp trăm triệu thì may ra đang rất là vội vội, chuyện tiền liền kịp thay tim. Choàng tỉnh và ngơ ngác, cho tôi gặp ngay bác sĩ, con trai tôi đâu. Thì em là bạc chị, vừa rồi chỉ là ý thả đồng tiền thúi máu. Cháu đang nằm ở đâu ta, cháu đang nằm ở Bạch Mai, có chỗ nào ở Huế thì gọi lại cho em ha. Nhà nuôi mỗi một con chó, yêu tuần chưa có lấy trái đâu ra ba. Ai là ai là dễ thương. Biểu trả cái luôn đi hả? Sir, cho xin biết số 1 ạ. Alo, đang ở đâu? Sợ này tôi không thấy bạn ở đâu. Đi đến phố không thấy bạn ở đâu. Đi thể thao không thấy bạn ở đâu hả? Ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì bạn phải nghe tôi nói. Tôi có cái này hay phải gọi ngay trong đêm tối. Mới vào vòng ngoài ra việc cái gì cứ ơi cho tôi. Anh em thân thiết sẽ giúp nhau thôi. Chuyện là vừa lấy con job này căng. Cơ hội rộng mở để sự nghiệp vang. Nhưng mà còn lăn tăn dòng bạn thân ơi, tôi quý bạn lắm và cho tôi mượn 500 nhá. Chuyển khoản nha. Đáng yêu quá. Queen B, làm cái luôn không? Rồi, chơi. Số mấy? Chơi xin con biết số 2. Queen. Vào hồi giờ dần, người tình đâu gọi tình sẽ làm phiền đâu phiền. Mình giờ còn là gì mà người gặp mình vào giờ này? Nhìn nhầm vài điều về ngày nào và người này còn làm mình buồn phiền. Hey, mà mình hiền thì mình cười trừ và đời nào còn bị người này lừa. Giờ quên ngâu lo cho càng nghĩ càng sống đời. Quên qua đây nhà, có tình thì màu hồng. Người đây nhìn vào thì quên tôi là 10. Trong vừa ly vừa làm cho nhưng trong buồn cười. Thì tâm lời nghe đang buồn buồn và tinh tinh. Đừng nhìn nhau nhiều, làm mình tiên đình. Đều là người đoan hoàng đừng buồn mà làm can. Trong người giờ này mình cần là khó. Từ giờ đừng làm cho. Ok, thank you Queen Bee, cảm ơn em. Chúng tôi Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21h15 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.